chào các bạn. Hôm nay mình đi chùa Hòa Long. Chùa này á, là ở gần trường con mình học á các bạn. Gần lăng cũ phó bản. Lăng cũ phó bản bên kia á các bạn. Mình quay cho các bạn xem. Sáng giờ mình vô và mình lao tiếp chùa đó các bạn ơi. Chùa trời mưa, nước mưa dột quá trời luôn các bạn. Chị đi đưa rước con chị rồi chị qua chùa. Chị thấy rồi chị lao luôn. Chưa đâu em quay dùm chị một chút chị lao luôn. Em cầm thắng, đừng có đụng vô. Để vậy không? Mình chùa dột quá các bạn ơi. Nè, trên trần nhà nè các bạn, hay chánh điện nè các bạn. Nước mưa nó dột nè. Thương không các bạn? Mình vô thì mình lao một tí thôi chứ thật sự là khắc phục. Khắc phục là phải sửa trên trần nhà xuống mới được. Chứ lao bao nhiêu mà đủ sức mà lao. Chỉ đỡ tạm thời thôi. Dột tút trong này luôn. Chùa rộng đẹp lắm các bạn. Gần kế bên lăng cũ phó bản. Nè nước mưa nó nhiễu dưới đây nữa nè các bạn. Hên là chỗ thờ cúng không có bị. Chỗ thờ cúng không có bị các bạn ơi. Quá trời. Mình không có khả năng. Mình mà có khả năng mình cũng giúp chùa. Cái đó là mình nói thật nha các bạn. Nếu mình có khả năng mình giúp chùa. Mưa dột. Để thao thao ngay chánh điện luôn đó các bạn. Chánh điện bị mưa dột quá anh trên trần nhà. Ừ, nó lao đỡ thôi chứ chỉ khắc phục là sửa cái trần nhà lại thôi. Giờ có ai có tâm hùng rồi ủng hộ nhà chùa để nhà chùa có kinh phí sửa lại. Dạ em cũng không biết nữa, chắc tại nó lâu quá hay gì đó nên cái này mà quyên góp ủng hộ nhà chùa hay lắm á. Hay chỗ này thì nó không dột mà mấy chỗ này thì nó dột đầy hết. Thao thao xô xô nhà chùa đựng nè các bạn ơi. Nước mưa nó nhiễu bịch bịch vô là nghiệp ghê luôn á chùa. Chùa khuôn viên rộng đẹp lắm các bạn, gần lăng cũ phó bản. Nhà các bạn nhìn trời nhà chùa nữa các bạn, thương không các bạn, dột hết trơn luôn á. Ở làm sao cũng vậy luôn á các bạn. Mình đi qua bên hông cho các bạn xem, dột đều hết á.
đẹp lắm mà cũng linh thiêng lắm nha các bạn. Đây là bên hông của cái sảnh chùa đó các bạn. Quay lên các bạn nào có lòng hảo tâm ủng hộ nhà chùa một chút để chống dột các bạn ơi. Chùa sạch sẽ lắm, sạch bơn luôn vậy đó, nhưng mà mưa quá nên nó tạt dột đó các bạn. Các bạn coi nó dột, ở đây ướt mưa hết trơn. Rộng lắm, này ở phía sau nè các bạn. Mà cũng bị dột nữa. Này là ở phía sau chùa. Bên kia đó bạn là lăng cụ phó bản nha các bạn, sát bên lăng cụ phó bản đó, chỗ yên nghỉ của cụ phó bản là cha Bác Hồ đó các bạn đó. Khách người ta tới người ta viếng cúng cha Bác Hồ đó các bạn. Cây cao to, nè sảnh chùa sạch sẽ nhưng mà chỉ có là dột quá rồi. Cái này ai thấy thì giúp đỡ nhà chùa, mình cũng không có tự các bạn lại thôi, mình không có kêu nha, tự các bạn lại ngay nhà chùa, mình thấy chùa bị vậy thôi. Con ốc này nó thích nghe kinh lắm nha các bạn, khi mà nhà chùa tụng kinh nó hay bò vô trong chùa lắm đó các bạn. Người ta kêu con ốc núi đó, hay là ốc sên đó, mà nó thích nghe kinh dữ lắm luôn. Tụng nhiều nào là nó lợi nhiều đó đó. Rồi mình chia sẻ cho các bạn xem là nhà chùa mưa dột, mưa lớn quá dột nè các bạn thấy không? Để thao 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 nè. Vô tình bữa nay mình đi ngang mình phát hiện, rồi mình vô mình cúng mình mới phát hiện là chùa bị nhiều vậy đó. Nè các bạn thấy không? Tội không? A Di Đà Phật, chúc các bạn được nhiều sức khỏe an lành nha. Rồi mình tạm biệt các bạn nha.